Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hệ Thống Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 354 Bắc Tống Phòng Lưu Kỳ thuật hỏa pháo này đã nên sớm xuất hiện Bởi vì lý luận đã hoàn thiện rồi, thuốc nổ cũng đã được phối trí xong Hơn nữa vẫn luôn trong quá trình nghiên cứu Bà Vũ Lê Hoa Tiễn chính là tiền thân của nó Được nghiên cứu đã từ rất nhiều năm rồi Duy chỉ có công nghiệp là không theo kịp thôi. Không chế tạo được ra nòng pháo, điều này mới khiến cho sự phát triển của pháo trì trệ không tiến. Cũng may là đám thợ thủ công của Đại Tống không phải là hạng giả áo túi cơm. Trải qua vô số cả ngày lẫn đêm và lại có những nghiên cứu phi thường có mũi nhọn, rốt cuộc cũng làm ra được nòng pháo này. Đây còn không phải là nòng pháo bằng đồng, bởi vì đồng chính là tiền, bất luận thứ gì do đồng làm ra xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Vì vậy từ lúc vừa bắt đầu Lý Kỳ đã bác bỏ đồng mệnh lệnh sườn tinh luyện kim loại nhất định về tim ra được loại sắt thép càng thêm tiên tiến ra. Nòng pháo vừa được nghiên cứu ra thì chuyện phát minh ra pháo cũng tất nhiên là nước chảy thành sông thôi. Tuy nhiên loại pháo này còn chưa khơi dậy được hứng thú của người đã gặp qua bom nguyên tử bạo tạc như là Lý Kỳ. Đương nhiên hắn cũng chỉ nhìn được cảnh tượng bom nguyên tử nổ tung trong video mà thôi. Nhưng điều này đối với đám người triệu dai cũng là một niềm vui bất ngờ. Loại hòa khí có nguyên lý như này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trên đời là một bước nhảy vọt đột phá lớn của kế hoạch rất khó không khiến cho người ta Ngẹn họng nhìn chân chối hơn nữa uy lực của nó cũng khiến cho triệu giai phấn chấn đến suýt hỏng mất không ngừng hỏi này hỏi kia tuy nhiên đây đều là những tri thức về vật lý và hóa học mặc dù là huynh đệ hậu ô cũng không hiểu biết về nguyên lý chỉ biết là có chuyện như vậy thôi ngu dẫn văn cũng là thông qua lý kỳ mới biết được đấy tuy rằng y bẩm báo rất là chi tiết nhưng triệu giai nghe vẫn chưa hiểu rõ hết được trong lòng nhịn không được vô cùng khó chịu Kỳ thật Triệu Giai từ trong khung vẫn là một người khá kiêu ngạo, dù sao y cũng có tài học của người Trạng Nguyên, cũng là một vương tử Trạng Nguyên đầu tiên trong lịch sử. Kỳ thật tài hoa không kém gì đám người Khang Hy cả Long cả. Nhưng bất kể nó như thế nào thì đều là phi thường vui sướng. Đối với ngu dẫn văn thì khen không rất miệng, nhân tiện mới khen ngu kỳ một chút. Ngu kỳ không có khả năng tranh chủng cùng với nhi tử của mình, thấy con mình rất được hoàng tượng coi trọng trong lòng cũng rất vui mừng. Ngô dẫn văn nhất định là tiền đồ vô lượng đấy, nhưng lý kỳ nghe được cũng thoáng có chút suy nghĩ khóe môi nhếch lên một tia ý cười như có như không thời điểm cái loại tươi cười này xuất hiện trên mặt hắn thường đều biểu thị rằng hắn muốn lừa dối người đã đến sau khi đám người ngô doãn văn vừa lôi ra triệu giai phi thường tự tin nói có một thần khí như thế trong tay thì còn lo gì không dịch được cường đảo ở phương bắc nữa nước kim vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng y không sai tại một mảnh thổ địa này chỉ có thể tồn tại một nước lớn mà thôi lý kỳ ngẩn ra vội hỏi Hoàng thượng, trước mắt pháo chân Hưng còn thật nhiều chỗ thiếu hụt, rất khó tạo thành vết thương chí mạnh với kỵ binh được. Triệu Giai sửng sốt. Lời này ý là sao? Chấm đã tận mắt nhìn thấy uy lực của Pháo Trấn Hưng, hơn nữa dân văn còn nói có thể đề cao lên tận hơn năm lần nữa. Chỉ biết rằng từ nọ trước kia đã có thể khiến địch nhân bị thương nặng rồi, huống chi là một thần binh lợi khí như thế này, chính là gót sắt cũng không cần phải nói. Lý Kỳ giải thích chi tiết, những gì Hoàng thượng nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng mà thôi, cái loại pháo chân hưng này có một số thiếu hụt vô cùng trí chí mạng chính là quá mức cổng thành tính cơ động nghiêm trọng không đủ cùng lắm là có thể cố định ở tường thành hoặc là xác định địa điểm băng ngắm bắn ở trên thuyền thứ hai chính là tần suất phóng ra quá chậm mỗi một lần phóng ra thì phải đợi một lúc lâu mới phóng ra được lần thứ hai và tốc độ sung phong của gót sắt quân kim thì hoàng thượng cũng có hiểu biết rồi một khi gặp được ở dã ngoại pháo chân hưng rất khó có cơ hội phóng ra lần thứ hai hơn nữa một khi kỵ binh của quân kim đến gần phó trấn hưng căn bản không thể trở đi được chỉ có thể chắp tay dâng cho người ta thôi cho nên hiện giờ phó trấn hưng vẫn chưa đủ để đối phó với kỵ binh được trải qua lời giải thích của lý kỳ pháo trấn hưng này làm sao được cho là thần binh lợi khí gì nữa còn chẳng khác gì là trói buộc cho lắm những lời này của lý kỳ giống như là một chậu nước lạnh rót từ đầu đến chân triệu danh, trên mặt không còn sót lại chút hưng phấn nào phải biết rằng hiện giờ hưng trí của hoàng thượng đang rất cao, nếu đứng từ góc độ người làm thần tử đến nhìn thì lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu hưng trí của hoàng thượng. Lời thật khó nghe thông thường đều xuất phát từ lúc này. Dù sao thì hoàng thượng cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Kỳ thực là nếu như là chuyện khác thì Lý Kỳ cũng vui vẻ đi, nhưng đây cũng không phải là việc nhỏ, người có thể lừa gạt người khác nhưng không thể lừa gạt chính mình. Hoàng thượng nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối, bất kỳ một ý tưởng nào của ý đều có thể sẽ làm cho cả một quốc gia đi lên một con đường không có lối về nếu chẳng ai y cảm thấy vào chân hưng là sự tồn tại vô địch như vậy sẽ làm cho y xuất hiện sự lệch lạc trên phương diện tư tưởng chiến lược hoàng đế lệch lạc có khả năng làm sụp đổ toàn cục điều này thực sự không cần phải nói dỡ đâu cho nên lý kỳ cũng mặc kệ triều giai có vui vẻ hay không lời này nhất định là phải nói ra triều giai cũng là người bị người khác quét mất hưng trí đương nhiên là khó chịu rồi y hỏi nếu như đã vô dụng vậy thì còn tạo ra làm cái gì lý kỳ nói hoàng thượng Vĩ thần cũng không có nói nó vô dụng chỉ là muốn đối kháng với kỵ binh của quân kim thì còn kém rất nhiều nhưng sự xuất hiện của pháo chấn hưng có thể nói là một tiến bộ trong trọng đại của hỏa khí pháo chấn hưng mang đến không chỉ là một cây nòng pháo mà còn mang đến một khái niệm về toàn hưng hỏa khí trừ khi vũ khí viễn trình của chúng ta đều dựa vào dây cung để phóng ra thẳng đến tận khi bà vũ lê hoa tiến xuất hiện mới có sự đột phá nhưng bà vũ lê hoa tiến vẫn không rời khỏi được bóng dáng của công tên nhưng mà pháo Trấn hưng lại hoàn toàn thoát khỏi được bóng dáng của cung tên nó đại biểu cho việc tiến nhập một thời đại mới vĩ thần dám can đảm đoán trước đợi không được bao lâu công tên sẽ bị đào thải vũ khí hoàn toàn giờ vào thuốc nổ phóng ra sẽ thay thế hoàn toàn được cho cung nỏ chỉ có điều hiện giờ pháo Trấn hưng mới chỉ là một cái bắt đầu thôi nó còn có thật nhiều chỗ để người ta chỉ trích nhưng chúng ta có thể cải thiện được thế giới đang tiến bộ hỏa khí cũng đồng dạng như thế sớm hay muộn gì cũng có một ngày pháo sẽ càng ngày càng nhỏ. Tính cơ động, số lần phóng ra cùng với tính ổn định sẽ được tăng lên. Hơn nữa, căn cứ vào nguyên lý của pháo chân hưng, chúng ta có thể khai phá ra nhiều loại hỏa khí hơn. Đến lúc đó, hỏa khí chắc chắn sẽ là chúa tể của chiến trường, đồ đề nghiền nát kỵ binh của bất kỳ một quốc gia nào trên đời này. Nghe xong lời của Lý Kỳ, Triệu Giai cũng bình tĩnh, biết vừa rồi bản thân mình có hơi quá hưng phấn. Y chỉnh xác gần đầu nói. Người nói không sai. Bất kể thế nào thì đây cũng là một bắt đầu tốt, Vậy thì không biết cần có bao nhiêu thời gian mới có thể áp dụng cái loại vũ khí kiểu mới này lên chiến trường được. Lý Kỳ nói, kỳ thật cũng không cần đợi bao lâu nữa. Hiện giờ Phó Trấn Hưng tuy rằng vẫn còn có nhiều địa phương thiếu hụt nếu muốn dùng cho dã chiến, nhưng là cũng có thể dùng cho trên chiến thuyền, dùng trong giao chiến của thủy quân. Kẻ thù không có khả năng trong nháy mắt vọt tiến lên được. Hơn nữa một khi Phó Trấn Hưng bắn trúng được thuyền bè của đối phương có thể tạo thành đả kích trí mạnh cho đối phương. Mặt khác còn có thể an trí ở trên tường thành. Về phần khi nào có thể đổ bộ dã chiến, kỳ thuật nguyên lý về thuốc nổ đã được hoàn thiện rồi. Sự ra đời của Phó Trấn Hưng đã đủ thuyết minh tất cả. Chỉ cần đợi xem khi nào công nghiệp có thể đuổi kịp thôi. Nói đi nói lại vẫn là kỹ thuật công nghiệp chưa đủ. Trong lòng triệu Sai cũng cấp bách. Những chuyện của kỹ thuật không phải y nói nhanh lên là có thể nhanh hơn được. Đột nhiên tần cối đứng ở một bên lại nói. Kỳ thật chỉ nói về kỹ thuật luyện kim thì đại tống ta còn chưa phải mạnh nhất trên đời. Theo thần được biết, kỹ thuật tinh luyện kim loại của Tây Hạ Nhật Bản đều phi thường có đặc sắc, cũng không thua kém bao nhiêu so với đại tống ta. Chẳng hạn nước kiếm của Tây Hạ có thể là đăng phong tạo cực, thanh kiếm mệnh giờ của hoàng thượng cũng là kiếm của Tây Hạ đấy. Triệu Giai thở dài, những loại kỹ thuật như này Tây Hạ sao có thể nói cho chúng ta biết được? Tần Cối cười nói, hoàng thượng có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Triệu Giai ồ một tiếng nói, vậy ý của ngươi là? Tần Cối nói, Hiện giờ Tây Hạ đang cầu mong được hợp tác trên nhiều phương diện với Đại Tống ta. Chúng ta có thể mượn cơ hội này ăn bài người đi Tây Hạ học kỹ thuật tinh luyện kim loại của bọn họ. Chúng ta có thể khiến cho cục thương vụ liên hệ với phía Tây Hạ, khiến cho thương nhân mang tiền đến buôn bán ở quốc gia họ. Biện pháp này không phải là không được. Triệu gia nhíu mày, nhưng Tây Hạ nguyên bản rất thư thớt khoáng sản. Vấn đề này vẫn luôn do triều đình của họ độc quyền, thương nhân rất khó mà thẩm thấu được. Tần Côi nói, Hoàng thượng nói không sai, nhưng chúng ta có thể là một số mua bán có liên quan đến tinh luyện kim loại trước, tỉ như mở lò rèn, tạo ra nồi niêu, đào bổ củi, rồi nghĩ biện pháp tuyển nhận một ít thợ thủ công quen tay, đến hấp thụ kỹ thuật của bọn họ, hoặc là trực tiếp trộm mang một ít thợ thủ công về nước, hoàn thiện kỹ thuật tinh luyện kim loại của chúng ta. Triều Gia trầm tư trong chốc lát lại hỏi Lý Kỳ, "Lý Kỳ, ngươi nghĩ như thế nào?" Lý Kỳ cười nói, "Thần cảm thấy phương pháp này tuyệt đối khả thi, có câu cửa miệng rằng minh mẫn hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới." Mỗi quốc gia đều có gốc rễ từ thời lập quốc của họ, đều có sở trường riêng của mình. Mà kể là nước lớn ở Trung Nguyên như chúng ta, hay là những nước lớn trên thế giới cũng thế, chúng ta hẳn là nên đặt chính mình ở một vị trí hơi thấp, không ngừng thúc giục chính mình học tập sở trường của người khác. Như vậy thì đại tống ta mới có thể cường thịnh không suy được. Về vấn đề chiêu nạp người ngoại quốc tài ba, Kinh Thế Sử cũng từng đề cập tới rồi, nhưng vẫn luôn không được coi trọng. Xem ra chính sách của triều đình cần phải thêm một bước mở rộng nữa, tranh thủ thu hút càng nhiều nhân tài đến đại tống ta hơn nữa tần thiếu thể có vị thần triệu giải nói người suy nghĩ biện pháp xem có thể dung nhập được người ngoại quốc vào trong khoa thi được không vi thần tuân mệnh lý kỳ có vị thần về phần làm như thế nào để hấp thu kỹ thuật của ngoại quốc thì từ ngươi và thương bộ cục phụ trách chỉ cần có thể làm ra được công hiến cho đại tống ta thì mặc kệ là kẻ ăn mày hay là thợ thủ công chấm đều sẽ dành đái ngộ tốt nhất cho bọn họ vi thần tuân mệnh Triều Giai lại nói với Ngu Kỳ, Ngu Phó Giám, có vị thần, nghiên cứu phát triển hỏa khí chính là chuyện lớn hàng đầu của Đại Tống ta. Ngươi nhất định phải đốc thúc đám tạo thủ công phía dưới nhiều hơn, quyết không thể chỉ vì có một thành tựu nho nhỏ mà đắc chí. Tận lực nghiên cứu ra được hỏa khí tiên tiến hơn. Nếu khuyết thiếu thứ gì, quân khi giám các người có thể không cần xin chỉ thị, cứ trực tiếp điều động cũng được. Vi thần chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh. Triệu Giai lại hỏi thăm một lượt những hỏa khí khác đang được nghiên cứu ở quân khi giám, sau đó trở về cung bất kể thế nào chuyến đi này y đã có thu hoạch phi thường lớn y cũng đã nhìn thấy được hy vọng của thời đại hỏa khí lý kỳ ngược lại không rời đi cùng với triệu giai chỉ có ngu kỳ đưa triệu giai ra cửa thì cũng quay trở lại trong phòng luôn ngụ phó giám thật là hồ vụ vô quyển tử nha doan văn đứa này thực sự là rất không chịu thua kém tiền đồ trong tương lai có thể không đo lường được lý kỳ thưởng thức một ngụm trà cười dài nói với ngu kỳ ngu kỳ hơi hơi gật đầu nói đây cũng là nhờ cô giám sự dốc lòng dạy bảo Doan Văn có thể được giám sự ưu ái Chính là phú khí mà nó tu luyện được Vậy cũng phải là do cậu ấy là người có bản lĩnh Trẻ con trong thiên hạ nhiều như vậy Vì sao hết lần này đến lần khác ta lại ưu ái cậu ấy chứ Lý kỳ cười lắc đầu Lại nói đúng rồi Doan Văn đã đến tuổi nhược quán Tức là cách gọi thanh niên khoảng tuổi 20 Rồi hả? Ngô kỳ sừng sốt đáp Hình như còn cần một năm nữa Đúng à? Lý kỳ cười ha ha <cười> Thời gian trôi qua đích thực là nhanh quá Tuy nhiên căn cứ chế độ khoa khảo ở triều đình ta, Doãn Văn hẳn là có tư cách tham gia khoa khảo rồi. Ngũ Kỳ A à một tiếng kinh ngạc, không biết vì sao Su Mật Sứ lại nói ra lời ấy. Lý Kỳ Dương lên khóe miệng nói, phó giám sự, ta cần thương lượng với ngươi một đạo tấu chương để trình lên cho hoàng thượng. Tấu chương? Ngũ Kỳ kinh ngạc, tấu chương về về điều gì? Lý Kỳ cười gian, một đạo tấu chương thỉnh cầu cho Doãn Văn rời khỏi côn khi giám. Cái gì? Hôm nay lại là ngày lễ tự trường mỗi năm một lần của Học viện Thái Sư. Trên bãi tập đứng đầy người. Có rất nhiều gương mặt cũ, cũng có rất nhiều gương mặt mới. Lý Kỳ, Chu Thanh cùng với đám người Hồng bắt Kim đều ở trong nhóm này. Kỳ thật trong hai năm gần đây, Học viện Thái Sư cũng gặp phải một khó khăn không nhỏ, đó là khó tuyển sinh. Bởi vì khi Học viện Thái Sư vừa mới được xây dựng xong, dân trải nạn trong thiên hạ nhiều không kể xiết, chỉ sợ ngươi không có tiền để nuôi thôi. Hiện tại tốt hơn rồi, Học viện Thái Sư dựa vào chế độ tuyển tú đã bắt đầu có lợi nhuận, nhưng đồng thời dân chạy nạn cũng giảm bớt trong phạm vi lớn. Bởi vì nguyên tắc tuyển học sinh của học viện Thái Sư là không thu học phí, hơn nữa không tuyển trong dân chúng mà chỉ tuyển nhận dân chạy nạn, những người không có nhà về. Nhưng thời đại đang thay đổi, cuối cùng tất nhiên cũng phải thay đổi theo. Bởi vì dân chạy nạn giảm bớt, Học viện Thái Sư từ năm trước đã bắt đầu tuyển sinh trong dân chúng rồi, nhưng vẫn là người dân nghèo khổ thôi cũng là miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên bởi vì năng lực có hạn cho nên học viện Thái Sư vẫn là lựa chọn cho một số đứa bé có thiên tư khá thông minh. Khi chế độ được mở rộng ra, hàng năm những người vừa độ tuổi tiến đến báo danh ở học viện Thái Sư nhiều không kể xiết. Bởi vì học viện Thái Sư giờ đã có danh tiếng rồi, nhưng học sinh tốt nghiệp từ học viện Thái Sư đều phi thường có tiền đồ, chỉ ít sẽ có một tay nghề tinh thông, sẽ không bị chết đói. Tất cả mọi người nhìn rõ như ban ngày đấy, cho nên có chút ít kẻ có tiền còn đưa tiền hy vọng có thể mang con mình đến học viện Thái Sư. Nhưng lúc này cánh cửa của học viện Thái Sư vẫn còn phi thường nghiêm khắc đấy. Dù sao thì học sinh của học viện Thái Sư đều là một ít con cháu nhà nghèo. Nếu để cho con nhà có tiền tiến vào thì nhất định sẽ tạo thành tranh lệch giàu nghèo. Điều này sẽ tạo thành một loại ảnh hưởng không tốt đến cả thể xác và tinh thần của học sinh. Đương nhiên ngoài trừ học sinh ra, bên giáo sư cũng nhiều ra không ít gương mặt mới Phúc lợi của thầy giáo ở Học viện Thái Sư còn tốt hơn cả Thái Học viện. Dù sao thì Học viện Thái Sư cũng đi theo chế độ lợi nhuận. Mặt khác thì khoa mấy năm nay cũng bắt đầu tuyển sinh rồi. Đồng thời cũng tuyển nhận giáo sư. Đãi ngộ của giáo sư y khoa lại càng cao dọa người nữa. Có chút lang trung trong nửa năm đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên rất nhiều lang trung đều tiến đến báo danh. Trừ những điều này thì còn tăng thêm một phó viện trưởng nữa. Người này chính là Vương Trọng Lăng. Bởi vì học viện thái sư chuẩn bị để xướng mặc học, vì vậy dưới sự đề nghị của Lý Kỳ, đầu tiên sáng lập ra chế độ phân khoa văn lý, Thái Tha phụ trách khoa văn, Vương Trọng Lăng phụ trách khoa lý. Hiện nay khoa lý này cũng là một bộ phận trong nội dung của mạc học. Nhưng mà khoa lý xuất hiện cũng chính là dự báo một vòng phong trào vận động học sinh sinh viên mới đang nảy mầm. Sau khi Thái Thao đại biểu cho Thái Kinh tuyên đọc chương trình mới xong, thì đã đến lúc phát học bổng. Đây cũng là lần đầu phát học bổng ở Học viện Thái Sư, Tình tượng không nhiều lắm, nhưng là đối với học sinh ở đây cũng là không ít, có thể phát huy tác dụng cổ vũ rất cao, hơn nữa còn bình chọn ra ba người giáo sư ưu tú để trao thưởng. Nhưng mà ở trong một ngày này, Thiên Long bắt Bộ rốt cuộc được phát hành trong sự ngàn hô vạn gọi. Cuốn tiểu thuyết do Lý Kỳ đưa ra ý chính, do phòng nghiên cứu chủ bút chính thức đổ bộ lên tuần san đại tống thời đại. Nhưng chỉ chiếm có nửa trang báo, còn lại đều là về lễ khai giảng của học viện Thái Sư rất hiển nhiên là lấy việc khai giảng ở học viện thái sư ra để tạo thanh thế từ sau khi thần điêu hiệp lữ kết thúc những người mê võ hiệp đều cảm thấy chống vắng trong lòng cảm giác cuộc sống dường như thiếu mất cái gì vậy nhưng mà khi nghe được tin lý kỳ đang chinh chiến ở phía nam bọn họ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi kỳ thật từ sau khi lý kỳ trở về vẫn luôn có người hỏi thăm lý kỳ có còn viết tiếp hay không tại mấy ngày trước đây tuần Sát đại tống thần đại công bố một quyền tiểu thuyết võ hiệp sắp đổ bộ lên tuần gian đại tống thời đại. Tất cả mọi người đều mong mỏi một ngày này. Hôm nay không thể nghi ngờ gì là ngày hội của những kẻ mê võ hiệp. Hơn một ngàn bản tuần gian đại tống thời đại vừa mới phát hành đã bị tranh cướp không còn. Các quán rượu thụ sự ảnh hưởng của tuần gian đại tống thời đại đều ngồi kín cả chỗ, không có ngoại lệ nào hết. Trong các quán trà, nơi dừng chân, các phố lớn ngõ nhỏ đều có thể tùy ý nghe thấy có người đang đọc chậm hồi thứ nhất của Thiên lang Bát Bộ trong thời gian một buổi sáng thiên lăng bắt bộ đã thổi quét toàn bộ thành biện lương nhỏ báo ngay cả xem thôi cũng không có người xem nhưng mà ngay tại ngày thứ hai tuần san đại tống thời đại đột nhiên đăng lên một bài văn có tên ba người cùng đi tất yếu có một người có thể làm thầy vô trung gian vô nho thuật bởi vì sự xuất hiện của thiên lăng bắt bộ khiến cho tuần san đại tống thời đại vừa phát hỏa một phen vì vậy khi một bài văn chương này vừa được phát hành đã lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Nội dung của bài văn chỉ ra thành tích mà nho học có được ngày nay, cũng nhờ có sự công hiến không nhỏ của các học phái khác, cũng mạnh ra những nội dung mà nho học đã hấp thu từ những học phái khác, đồng thời ngầm châm biếm nho sinh trong thiên hạ ngày nay. Nho học đề sướng chính là nhân nghĩa yêu được người, vì sao các người lại không tha cho những học phái khác? Lời ngôn luận này vừa xuất hiện lập tức lại nhấc lên một cuộc chiến dư luận mới nhà sinh cũng không bình tĩnh được nữa, bắt đầu công kích những học phái khác lầm nước lầm dân, và còn lấy đại diện của Pháp gia là Lý Tư, đề nghị Tân Tùy Hoàng làm lý do, nói đầu tiên là Pháp gia trước kia không tha cho nho thuật đấy. Hơn nữa, Tân Quốc dùng Pháp gia thống trị cũng chỉ được ngắn ngủi vài thập niên, mạnh mẽ phản kích bài văn kia. Nho báo vào hai ngày sau lập tức đăng bài phản kích tuần sa đại tống thời đại. Tiêu đề của bài này vẫn là do Tần Cối nghe được từ chỗ Lý Kỳ chính là mọi vật tranh đua thiên nhiên lựa chọn người thích nghi nhất để sinh tồn cường điều sự xuống dốc những học phái khác đều là do tự bản thân họ không chịu cầu tiến tới không thể đổ lỗi hết này lên phía nhỏ thuật được điều này cũng khiến cho mặc học giáp pháp ra liên kết lại đối kháng nhỏ thuật hai bên tranh cãi ẩm ĩ tối bụi ở tướng quốc tự lại mở mấy lần đại hội biện luận liên tiếp mấy trăm người học sinh của các phái đều tham dự vào thanh thế phi thường to lớn còn kịch lực hơn so với một lần trước bởi vì lần này nho sinh là có sự chuẩn bị, hơn nữa nho báo làm ra phản kích rất nhanh, mặc học pháp gia cũng đều bắt đầu phát triển, nhân số cũng dần dần tăng lên nhiều, cho nên tranh luận phi thường kịch liệt. Rất nhanh trận này đã náo loạn đến tận triều đình. Lý Cương, Mao Tư dĩ nhiên là phải đứng về phái pháp gia rồi. Hai người bọn họ, một người là viện trưởng tư pháp viện, một người là viện trưởng lập pháp viện, mặc dù bọn họ đều rất thân từ nho sinh, nhưng là bọn họ không thể tự đập chén cơm của mình, hai bên cùng bắt đầu tranh đấu gai gắt. Chiều dài thật ra có cách nhìn khai sáng, tùy ý các ngươi ẩm mỹ với nhau, nhưng cũng không thiên bị bất luận một bên nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến công vụ. Nhưng hôm nay chiều dài cũng không thể bình tĩnh được nữa. Vừa lên đến trên chiều đã nổi giận đùng đùng đi vào trong đại điện. Quân thần thấy vậy đều bị dọa một chút, sau khi thi lễ xong cũng không dám nói gì. Ngu phó giám ở đâu? Hai mắt của chiều dài đảo có một lượt cất cao giọng nói, có vi thần. Ngoài cửa nghe được tiếng nói của một người, Ngô Kỳ còn chưa đủ tư cách để đứng trong điện tham gia buổi chiều sớm, vì vậy chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Tiến vào đáp lời. Triệu Giai vừa dứt lời, thay giám đứng ở cửa đã la lên, tuyên phó giám sự của quân khi giám vào điện. Quân thần nghe vậy đều không hiểu ra sao. Thế này là xảy ra chuyện lớn gì à? Khiến cho hoàng thượng tức giận đến như vậy. Chỉ có một mình lý kỳ cúi đầu, ngẫu nhiên vành vành ngón tay cái rất là thành thời đấy. Rất nhanh ngô kỳ tiến vào trong đại điện hành lễ nói thần ngô kỳ bái kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế y còn chưa dứt lời triều gia đã ném tấu trương đang cầm trong tay xuống dưới chân ngô kỳ tức giận hừ hừ nói đạo tấu trương này có phải là do ngươi đưa tới không ngô kỳ nhặt lên vừa nhìn lại khom người bẩm hồi bẩm hoàng thượng đây thật là do vi thần trình lên tối hôm qua đấy triều giai tức giận nhìn ngô kỳ Doạn văn đang làm rất tốt ở quân khi giám Chấm đã khích lệ y không chỉ một lần vì sao ngươi lại muốn khiến y rời khỏi quân khi giám Hôm nay nếu ngươi không đưa cho chấm một lý do thích hợp, chấm sẽ chỉ ngươi tội khi quân, quân vô hí ngột. Ngô Kiệt đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, lúc trước khuyển tử tiến vào quân khi dám hoàn toàn do cơ duyên xảo hợp thôi. Chú ý của khuyển tử chỉ là vì cứu mẹ, nhưng chưa tưởng nghĩ đến vừa vào đã ở liền 3-4 năm. Nhưng mà hiện giờ khuyển tử đã sắp đến tuổi 20 rồi, vì vậy vợ thần hy vọng khuyển tử có thể trở về đọc sách, tham khảo, khoa khảo, muốn nhìn thấy nó thì đậu trạng nguyên, thay ngu gia ta làm dạng dỡ tổ tông. Này, Triệu gia nhớn hai hàng lông mày Sự giận dữ trên mặt cũng dịu đi một ít Đợi nửa ngày y mới nói Doan văn hiện tại đã là mệnh quan triều đình Lý kỳ đột nhiên nói Hoàng thượng, kỳ thật Kỳ thật Ngô dẫn văn còn chưa được tính là mệnh quan triều đình Chỉ có thể coi là một thợ thù công ở quân khi giám thôi Cùng lắm có thể coi là một tên tiểu lại Tức là chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến Quan và lại là có sự tranh lệch rất lớn đấy Phải, phải không? Trên mặt triệu giai có chút xấu hổ phất tay nói Tuy nhiên chỉ bằng những công hiến mà Doãn Văn làm ra cho đại tống ta, chấm có thể đặc biệt đề bạt lên, không cần đi tham gia ân khoa. Ngô kể nói, vi thần thay mặt khuyền tử đa tạ long ân của Hoàng thượng, chẳng qua chẳng qua vợ thần vẫn luôn bị bệnh nhẹ tại giường, mà nguyện vọng suốt đời của vợ thần là có thể lúc sinh thời nhìn đến khuyền tử khảo chúng trạng nguyên. Vì vậy, vi thần vẫn cả gan xin Hoàng thượng ân chuẩn. Việc này không thể ân chuẩn được. Ngô Doãn Văn là nhà thiết kế chính của quân khi giám đấy, nếu như y đi rồi sẽ là nhất định tổn thất lớn đối với đại tống, hơn nữa là tổn thất không thể đo lường. Nhưng vấn đề là ân khoa cũng là chiêu bài của hoàng đế, ngươi không thể cướp đoạt tư cách tham gia khoa khảo của người khác, càng không thể cướp đoạt kỳ vọng của một người mẫu thân với con trai mình được. Nói hiện thực một chút, nếu như chúng cử trạng nguyên và thì ngu dẫn văn có thể xuất nhập trong triều, nhưng nếu như ở lại quân khí giám cùng lắm chỉ được làm đến giám sự của quân khí giám, vừa so sánh tiền đồ của hai bên đã nhìn hiểu được ngay ai mạnh ai yếu rồi. Ngô kỳ lắm như vậy cũng không có gì đáng trách cả. Triệu dài cảm thấy phi thường khó xử, hỏi. Vậy, vậy chính dẫn Văn có ý gì? Ngô kỳ nói. Khi dẫn Văn vẫn còn nhỏ tuổi còn chưa hiểu được những chuyện này, đối với tất cả những gì ở côn kỳ giám đều vô cùng hiếu kỳ, cũng phi thường có chút hứng thú. Nhưng mà sau khi lớn lên, nó phát hiện những người bạn chơi ở nhà hoặc là học đường hăng hái đọc sách chuẩn bị tham gia khoa khảo hơn nữa hơn nữa tiểu giai con mày hỏi hơn nữa cái gì ngô kỳ nói hơn nữa không ít bạn chơi trước đây của nó đều nói nó không có học vấn, không có nghề nghiệp, toàn là mấy việc đường ngang ngõ tắt, không thể được trọng dụng. Khuyên tưởng nghe những lời này thì cảm thấy phi thường thương tâm, vì thế cũng muốn trở về học đường đọc sách, mong rằng có thể thông qua cuộc thi gia nhập con đường làm quan, đền đáp triều đình vì quân vương phân ưu. Triệu dài vội quát. Cái gì là không học vấn, không nghề nghiệp, quả thực là nó hiu nó vượn, nực cười. Ngươi gọi những người đó đến nói trước mặt trẫm, thật sự là nực cười. Lý Kỳ nghe vậy thì thiếu chút nữa bật cười ra tiếng thầm nghĩ, xem <laughs> ra hắn thực sự là quá lo lắng rồi, Ngô Kỳ này thật đúng là một diễn viên giỏi, ừ, có tiền đồ. Ngô Kỳ nói, xin hoàng thượng bất giận, kỳ thật vi thần cũng cảm thấy khoa khảo mới là chính đồ, hơn nữa lúc trước khi vi thần tham gia khoa khảo, mặc dù thi đỗ được tiến sĩ nhưng không thể tiến vào trước tam giáp, thần đối với điều này vẫn cảm thấy phi thường tiếc nuối, hơn nữa Quyền tử từ nhỏ đã thiên tư thông minh, vi thần có kỳ vọng đối với nó cũng phi thường cao, mong nó có thể bù lại cái tiếc nuối lúc trước của vi thần kinh xin hoàng thượng thông cảm ý nói rất hợp tình hợp lý có ai không hy vọng con mình tham gia khoa khảo đâu hơn nữa ngô kỳ vốn xuất thần tiến sĩ tuyệt đối không thể khiến cho con mình là thợ thủ công cả đời được không ít đại thần đều gật đầu thậm chí cũng không thiếu người lên tiếng nói giúp cho ngô kỳ mong triệu giai có thể phê chuẩn Bọn họ đều là người đọc sách biết rõ sự mong đợi của một người đọc sách đối với khoa khảo người này nếu có thể thả triệu giai đã sớm thả rồi vấn đề là không thể thả được nhưng y lại không tìm ra được lý do gì để nói cả. Đột nhiên y liếc hướng nhìn Lý Kỳ hỏi. Sư mật sứ, Ngô Dẫn Văn là người do người đề cử vào quân khi giám định. Không biết người thấy việc này như thế nào. Nói xong y dùng ánh mắt ra hiệu với Lý Kỳ, khiến cho hắn nghĩ biện pháp xua tan ý niệm này của Ngô Kỳ đi. Lý Kỳ đứng ra liền nói. Hoàng thượng, người này tuyệt đối không thể thả. Ái Khanh nói có lý, trợ giai cực kỳ đồng ý, liên tục gật đầu, lại hỏi phi thường thân thiết nhưng ngũ ái khanh kỳ vọng nhi tử có thể khảo chúng trạng nguyên đây cũng là lẽ thường tình của con người cũng không có gì đáng trách cả ngươi cho rằng phải làm như thế nào cho đúng ngụ ý của câu này chính là khiến cho lý kỳ đi ra giải quyết việc này đi việc này vi thần cũng không biết lý kỳ trả lời phi tưởng rõ ràng hiền nhiên là không có bị triệu giai lừa ngươi không biết triệu giai trận to hai mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn lý kỳ đã nói vài hát bé rồi người đây cũng quá là không quan ý đi lý kỳ ngợi ngùng Ừ, hồi bẩm hoàng thượng mỹ thần chưa từng tham gia khoa khảo lại xuất thân từ gia đình đầu bếp không hiểu rõ tâm tư của ngô phó giám cho lắm nhưng mỹ thần biết được quân khí giám không thể thiếu ngô gia văn được huống chi lập tức đến thời điểm mấu chốt nhất nếu không sẽ bị tổn thất trọng đại triều giai cũng là người nhanh trí lập tức nói tiếp đúng vậy Su mật sứ cũng đồng dạng chưa tham gia vào khoa khảo, nhưng lại có thể làm được tới chức Xu mật sứ. Có thể thấy được khoa khảo cũng không phải là con đường duy nhất. Ngũ phó giám, ngươi trở về nói với phu nhân ngươi, chấm hy vọng dẫn văn có thể ở lại quân khi giám. Như vậy đi, chấm đặc biệt đề bạt cho dẫn văn làm quân khi giám thừa, phong làm chính thất phẩm. Mẹ kiếp, đặc biệt mà mới được con làm thất phẩm, ngươi cũng quá nhỏ mọn đi. Thời điểm phụ thân ngươi đề bạt ta cũng bắt đầu từ chính ngũ phẩm đấy. Nếu không sao ta có thể phản ứng với ông ta được. Lý Kỳ nghe vậy thì âm thầm khinh thường, Hoàng thượng đối với Quyền tử ưu ái có thêm, khiến cho vị thần cảm động đến rơi nước mắt, tuyệt đối không dám để nó nghĩ thêm nữa. Ngô Kỳ nói xong lại nói với vẻ mặt khó xử. Nhưng tâm ý tham gia khoa khảo của Quyền tử đã quyết. Thứ nhất nó hy vọng có thể thỏa mãn nguyện vọng của bộ thân. Thứ hai, nói nó cũng hy vọng có thể đọc sách nhiều hơn, giống như bạn bè cùng lứa tuổi được tham gia khoa khảo, tương lai có thể xuất nhập triều đình, bị quân vương phân yêu. Thứ ba, là một tên thợ thủ công, nói chung là tiền đồ có hạn, khoa khảo mới là chính đồ đấy. Tần Cối lại đứng ra nói. Ngô phó giám, hoàng thượng mọi cách giữ lại chính là vinh hạnh của lệnh lang rồi sao ngươi vẫn còn nhiều lần nói cự tuyệt chẳng phải là muốn kháng chỉ hay sao trần đông lập tức đứng ra phản bác lời ấy của thiếu tề thật lại lùng quá người làm cha mẹ coi không muốn con mình trúng cử trạng nguyên đâu cha mẹ của thiếu tề lúc trước chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy đấy ngu phó dám làm sai chỗ nào chứ tần cố nhìn đến tên lộ mãng này trong lòng cũng hơi lo lắng trong mắt y trần đông chính là một tên chó điên túng được ai là cắn người đấy y không muốn đối kháng chính diện với gã trong dòng điệu của y lại dịu đi vài phần nói trần ngự sử tham gia khoa khảo chẳng phải vì có thể phân yêu với quân vương sao chỉ có điều là cách thức khác nhau thôi làm gì mà cần chấp nhất như thế trần đông cứ lấy lý mà tranh khoa khảo chính là nguyện vọng suốt đời của người đọc sách trong thiên hạ từng người đọc sách đều chấp nhất như thế đồ rồi đồ rồi hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa triệu sai bị bọn họ làm cho ẩm mỹ đến đau đầu không dứt liên tục xua tay lại nói khiến chậm suy nghĩ kỹ đã y dùng một tay chống đầu híp mắt vẻ mặt sầm muộn nhưng ánh mắt cũng ních xéo qua lý kỳ đôi mắt dùng sức chuyển động giống như muốn nói người màu thuyết phục ngu kỳ đi đây là lẽ thường tình của con người ta biết nói như thế nào chứ lý kỳ tự coi như là không nhìn thấy tiểu từ này không phải là nói giỏi lắm sao sao hôm nay lại biến thành người câm vậy triệu giai xoa xoa cái chán qua một lúc lâu y mới nói như vậy đi ngô dẫn văn dù sao cũng đã làm ra được công hiến kiệt xuất cho đại tống ta trẫm trực tiếp thăng cho dẫn văn làm tiến sĩ khiến cho y tạm giữ chức ở hàn lâm viện nếu như lập nhiều công lao chấm sẽ lập tức đề bạt y ngô phó giám chấm có thể làm vậy đã là hết lòng quan tâm rồi ngươi đừng có mà không biết phân biệt lần này ngô kỳ còn chưa kịp mở miệng đám đại học sĩ ở hàn lâm viện đã nhảy ra rồi người muốn làm vậy là không thể được hàn lâm viện của ta chính là tín ngưỡng của người đọc sách trong thiên hạ chịu sự tôn kính của thế nhân ngươi tùy tiện cho một tên thợ thủ công tiến vào đây không phải là đập chiêu bài của chúng ta sao hoàng thượng về này tuyệt đối không được nếu như làm vậy thì sẽ là bất công đối với các thí sinh khác từ hỏi người đọc sách trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào hoàng thượng ngu dân văn cùng lắm chỉ là một tên thợ thủ công nhỏ mà thôi Từ hỏi có tài đức gì nếu như khiến cho y tín vào hàn lâm viện vậy thì hàn lâm viện chắc chắn sẽ bị người người trong thiên hạ cười chê đấy triều giai đều sắp phát điên rồi vỗ bàn một cái chỉ vào cái đám đại học sĩ kia mắng các người ngược lại là mỗi người đầy một bụng kinh luân nhưng trong các ngươi có ai có thể vì chẫm làm ra được cái thứ hỏa khí có thể bảo vệ được quốc gia có thể đánh đuổi được cường địch nào thợ thủ công thì đã làm sao các ngươi dựa vào cái gì khinh thường thợ thủ công không có những thợ thủ công này nói không chừng khi binh lính kim đánh mà phủ khai phong các ngươi hiện tại chỉ sợ đều thành tù nhân hết rồi sao có thể bình yên vô sự mà đứng đây được nữa Mệt các ngươi còn có mặt mũi nói ra khiến người trong thiên hạ chê cười chấm bây giờ nhìn các ngươi chính là một đám trò cười hoàng đế phát uy trong đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ triệu giai cương quyết dị thường đấy nếu ngươi khiến y tức giận y thực sự sẽ giết người xem đi chính nghi đã nói hết ra rồi Lý Kỳ trà sát cái mũi cố gắng lắm mới khiến cho mình không bật cười thành tiếng. Nhưng có một người còn dũng mãnh hơn, người này chính là Trần Đông, y đứng ra nói: "Hoàng thượng, sao có thể làm trái quy củ được? Từ xưa tiến sĩ là phải xuất thân từ khoa khảo, nếu lần này mở ra tiền lệ khoa khảo, sao có thể khiến cho người khác tin phục được nữa? Làm như vậy là bất công." Bí thần kiên quyết phản đối: "Trần Đông ngươi." Triệu giá chỉ và Trần Đông nói nghiến răng nghiến lợi: "Trẫm quý vị thiên tử, chẳng lẽ ngay cả muốn phong một người làm tiến sĩ cũng không thể sao?" nếu như ngươi còn dám cản trở chấm nhất định sẽ không buông tha cho ngươi trần đông nói nếu như khoa khảo mất đi tính công bình vậy thì khoa khảo còn có ý nghĩa gì nữa hành động này sẽ làm nguy hại đến cơ nghiệp trăm năm của đại tống ta kính xin hoàng tượng thư lỗi cho vi thần không thể ngồi nhìn mặc kệ được cho dù là hoàng tượng muốn giết vi thần vi thần cũng phải nói như vậy đây chính là triều tống là một triều đại phi thường khai sáng đấy tranh luận với hoàng đế cũng là chuyện thường như cơm bữa thôi cho dù là hôn quân như tống huy tông còn thương xuyên bị thần tử mắng đến gật đầu nhận sai huống chi là triệu danh Chiều dài tức giận đến mức sắp nổ tung rồi, thầm mắng, Trần Đông người giỏi lắm, thực sự đem mình thành ngụy trưng rồi hả? Ngay cả chút mặt mũi cũng không cho chậm, nhưng ý cũng biết Trần Đông chính là một người như vậy, người mà muốn tranh thân thua với Trần Đông, vậy thực sự sẽ tự làm mình tức chết, liền bất đắc dĩ nói. Tâm ý của chậm đã quyết, các người đừng nhiều lời vô ích. Vi thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh vừa ban ra. Trần Đông trực tiếp quỳ xuống, đám sĩ phu, đại học sĩ bên này thấy có người dũng mãnh đi đầu rồi cũng đều quỳ xuống cùng kêu lên kính xin hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra triều giai lập tức ngây ngẩn cả người trên mặt muốn sống hổ bao nhiêu thì có bao nhiêu thẩm nghĩ giỏi các ngươi đây là khiến cho trẫm không xuống tài được ư ừ. vậy được rồi các ngươi cứ quỷ đi Sao mai kiên trì được lâu hơn triều giai cũng đang nổi nóng còn thật sự phân bùa với bọn họ tần cối đều nhìn ở trong mắt kỳ thật ý cũng muốn ngăn cản lại cơn sóng dữ này trợ giúp triệu giai cách giải quyết nan đề nhưng vấn đề là bên này hay bên kia đều có lý cả trừ phi là dùng cách ngang ngược nếu không thật đúng là rất không dễ giải quyết Ôi... Đột nhiên có một tiếng thở dài phá vỡ sự an tĩnh trong điện. Triệu dài quay đầu nhìn lại. Người thở dài đúng là Lý Kỳ. Tiểu tử ngươi rốt cục đồng ý lên tiếng rồi hả? Y vội hỏi. Không biết vì sao số một xứ lại thở dài. Lý Kỳ lại thở dài thêm một tiếng nữa. Đáng tiếc. Thật đáng buồn. Đáng ca thán à? Tần cối nghe vậy thì nhấn mày. Cái kiểu thở dài này là hình thức mở đầu của Lý Kỳ nha. Y cũng thấy không ít rồi. Y thầm nghĩ rằng chẳng lẽ chuyện này là do hắn cố tình ăn bài xong vậy tại sao hắn lại làm như vậy chứ triệu gia nghi ngờ nói vì có gì sơ mật sứ lại nói ra lời ấy Lý kỳ nói hồi bẩm hoàng thượng ví thần tiếc chính là toàn bộ triều đình ta không thể người làm đúng tài năng vật dùng cho đúng việc Đó buồn chính là hàng năm triều đình ta xói mòn nhân tài vô số kể Ca tán chính là ngàn ngàn vạn vạn người như ngu dọn văn hắn hoặc là không nói lời văn vẻ nhưng một khi đã nói thì thật còn không có người nghe hiểu được triệu gia nghe vậy cũng chả hiểu ra sao y hỏi lời này giải thích như thế nào Lý Kỳ chặt tay hỏi lại. Xin hỏi hoàng thượng, không biết hoàng thượng nghĩ đến trên đời này có thiên tài hay không? Triệu Giai trầm ngâm một lát mới nói. Thiên phú của mỗi người có phần chia cao thấp, trên đời này đương nhiên là có thiên tài tồn tại rồi. Lý Kỳ lại hỏi, vậy hoàng thượng nghĩ xem, với thiên phú của vi thần nếu đi là tham gia khoa khảo, có thể thi đỗ trạng nguyên được không? Triệu Giai tức giận nói. Xu mật sứ, tôi rằng có tài trị quốc, nhưng nếu như nó đến khoa khảo thì chỉ sợ su mật sứ người, ngay cả thi hương cũng không thể vượt qua được. Hoàng thượng thánh minh, lý kỳ kho mình thi lễ, trong lòng lại mắng. Quá khinh người rồi, ta giàu gì tức cũng từ thế kỷ 21 đi tới đấy. Bạch Thiện giảm bấp máy môi, suy chút nữa thì cười ra tiếng mất. Lý Kỳ lại đứng lên nói. Vậy không biết khiến cho tần thiếu tể đi học nấu ăn, có khả năng giành được giải kim đao chủ vương không? Câu này không cần triệu ra trả lời, tần cối đã đáp lại. Dù một sứ khóa khen, nếu để cho vi thần đi nấu ăn, nếu không cắt đến ngón tay của mình cũng đã xem như là vạn hạnh rồi. Đúng là như vậy, Lý Kỳ nói. Mỗi người đều có thiên phú khác nhau, nếu như vi thần tham gia khoa khảo vậy thì trên đời này sẽ thiếu đi một kim đao chủ vương thiếu rất nhiều mỹ thực nếu để tần thiếu thể đi nấu ăn như vậy thì hoàng thượng sẽ thiếu mất một vị trợ thủ đắc lực nhưng vấn đề hiện tại là trong mắt thế nhân chỉ có khoa khảo người trong thiên hạ đều vui đầu vào cái đội ngũ tham gia khoa khảo cũng mặc kệ bọn họ có thiên phú ở phương diện này hay không điều này cũng tạo thành hiện tượng nhân tài ở các ngành sản xuất khác điêu linh người không thể làm đúng theo tài năng khiến cho người của các ngành nghề mới xuất hiện sự xói mòn nghiêm trọng mà bên trong khoa văn lại có thể thong dòng lẫy đại cát tìm vàng Ngô Doãn Văn là đúng dịp gặp được vi thần cho nên mới vào quân khí giám Nếu như không gặp vi thần vậy thì hiện tại cậu ta khẳng định nằm trong đội ngũ ban tham gia khoa khảo rồi. Vi thần có thể khẳng định trên đời này không có một Ngô Doãn Văn này, còn có ngàn ngàn vạn vạn Ngô Doãn Văn khác nữa. Bọn họ ban đầu vốn có thể làm ra công hiến kiệt xuất ở các ngành buôn bán, công nghiệp, nông nghiệp cho đại thống ta, nhưng mà thực sự lại bức bách họ chỉ có thể đi tham gia vào khoa khảo. Mới vừa rồi Ngô Phó Giám cũng đã nói là một gã thợ thủ công, là không học vấn không nghề nghiệp. Kỳ thật người trong thiên hạ đều nghĩ như vậy đấy người làm cha mẹ nếu như nhìn thấy con mình không đi tham gia khoa khảo mà lại chạy đi làm một tên thợ thủ công có thể coi đây là bất hiếu. Mà những người thợ thủ công hiện nay ấy kỳ thật cũng không muốn làm thợ thủ công đâu, bởi vì thợ thủ công không được người ta tôn trọng. Chỉ là không có biện pháp, cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ mà phải làm thôi. Tại sao phải như vậy? Đó là bởi vì triều đình chỉ coi trọng nhân tài ở một phương diện khác mà không để ý đến những ngành sản xuất khác. Như vậy cũng giống nhân cơm thôi. Nếu như một người chuyên gấp một món ăn ngon để ăn, vậy thì thân thể của y khẳng định cũng không khỏe mạnh quốc gia cũng đồng dạng như thế sĩ nông công thương nếu có thể phát triển phong phú thì quốc gia này mới có thể càng thêm cường thịnh nói cùng lúc nếu như chỉ có một phía xuất chúng kỳ thật chính là một loại bệnh tích lũy ngày tháng tai họa ngầm này sẽ bạo phát đi ra đến lúc đó muốn nối hận thì cũng đã muộn rồi tần cối nghĩ thầm chẳng lẽ hắn lại muốn tăng lên địa vị của công nông thương hồ bộ thượng thư hồ nghĩa đứng ra nói trong năm tuyên hòa dưới sự đề nghị của su mật sứ khoa khảo đã hoàn toàn mở ra cho thương nhân từ khi hoàng thượng lên ngôi tới nay lại cực lực phát triển buôn bán hiện giờ địa vị của thương nhân đã sắp ngồi ngang hàng với sĩ tử đã lấy được sự tôn trọng của không ít người rồi chẳng lẽ su mật sứ còn chưa hài lòng sao lý kỳ cười nói hồi thượng thư ta không nói đến tôn trọng mà là người làm theo đúng tài năng của mình dùng cho đúng việc nói xong hắn lại đột nhiên hỏi triệu giai hoàng thượng nếu có một người nông dân nói y có một biện pháp có thể làm cho sản lượng lương thực ở đại tống ta tăng gấp 10 lần nhưng y có một yêu cầu chính là thay thế cho hồ thượng thư không biết liệu hoàng thượng có đáp ứng không hồ nghĩa nghe vậy thì suýt chút nữa thì học máu một chiêu này thực sự quá độc ác đây rõ ràng chính là một cái bẫy triệu dai sao có thể mắc mưu được chứ y nói nếu thực sự có phương pháp này đừng nói là hồ thượng thư chẳng sợ muốn thay thế dù một sứ ngươi thì chậm cũng sẽ đáp ứng không chút do dự nào hết lý kỳ cũng không buồn bực cười nói bởi vậy có thể thấy được nhân tài ở mỗi một phương diện thì đều phi tưởng trọng yếu nhưng tình huống hiện tại là có một người có tiềm chất thành thần nông tiếp theo lại từ bỏ thiên phú của chính mình ngược lại đầu nhập vào trong khoa khảo mà chính mình không am hiểu khiến cho đại tống ta tồn tất cả ngàn vạn vạn thạch lương thực một người có tiềm chất thành lỗ ban lại từ bỏ thiên phú của y ngược lại lại đầu nhập vào khoa khảo không hề am hiểu để cho đại tống ta tồn tất thân binh lợi khí có thể bình định thiên hạ một người có tiềm chất sáng tạo ngàn ngàn vạn của cải lại từ bỏ thiên phú của mình ngược lại đầu nhập vào trong khoa khảo mà chính mình không am hiểu khiến cho đại tống ta tồn tất cả ngàn vạn vạn quan nhưng bọn họ trong đội ngũ khoa khảo lại ảm đạm không có ánh sáng nếu như những người này còn không trọng yếu thế còn chưa tính thì vấn đề là triều đình lại phi thường cần có những nhân tài ở phương diện này thì việc này không khác gì tự phế bỏ hai tay của mình chẳng lẽ không hẳn khiến cho người ta đáng tiếc đáng buồn đáng ca thán sao nói đến tận đây ý trong lời của lý kỳ đã phi thường rõ ràng chính là sự coi trọng của triều đình dân chúng đối với khoa khảo đã tạo thành một loại tác dụng dối trá khiến dân chúng nghĩ đến những học vấn khác đều là ba môn tả đạo chỉ có trị quốc thánh điển nho học mới là chính đạo tạo nên một thời đại nho học cực kỳ hương thịnh tuy rằng lý kỳ không trực tiếp phê bình nho học nhưng lại gián tiếp đề xuất nho học là quá mức bá đạo những lời này đưa tới không ít đại thần bất mãn một đại thần lập tức đứng ra phân vua mục đích của khoa khảo chính là tìm kiếm nhân tài trị quốc cho quốc gia đương nhiên phải thi về đạo lý trị quốc rồi điều này thì có chỗ nào sai lại có một đại thần khác nói rằng nếu như chiếu tôi lời du mật sứ vậy thì chẳng phải trong thiên hạ này sẽ toàn là nho sinh sao ta thấy cũng không hẳn là như vậy đi đại thống ta bất kể là công nghiệp hay thương nghiệp đều đã trải qua nhiều thế hệ phát triển không biết du mật sứ giải thích điều này như thế nào lý kỳ cười khẽ khẽ nói Như vị tự hồ không nghe rõ lời của ta, ta cũng không có nói là khoa khảo hủy diệt những ngành sản xuất khác, chỉ nói là những ngành sản xuất khác ngoài trừ con đường làm quan thì đều tạo thành một loại hiện tượng bị bắt phải làm, nhưng vấn đề là quốc gia cần phải phát triển phong phú các ngành mà không phải chỉ riêng một loại nhân tài thôi. Nếu như một người chỉ còn lại cái đầu, vậy thì còn tác dụng gì nữa? Hiện giờ số người tinh thông tứ thư ngụ kinh nhiều không kể xiết, tùy tiện ở trên đường đều có thể tìm tới một người. Nhưng là do nhân tài tràn đầy như thế khiến cho rất nhiều người bị cự tuyệt ngoài cánh cửa, triều đình hẳn là nghĩ biện pháp khai thông các loại nhân tài để cho bọn họ có cái tài gì làm trước ấy. Triệu Giai hỏi, vậy không biết Xu mật sứ cho rằng nên khai thông như thế nào? Lý Kỳ cười nói, Hồi bẩm hoàng thượng, nếu như là một người, vậy thì chỉ cần người khác dạy bảo là được rồi. Nhưng nếu như là toàn bộ người trong thiên hạ, vậy thì cần có chính sách của triều đình đi thay đổi hiện tượng này. Về phần khai thông như thế nào, dù thay đổi muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Là điều gì thúc đẩy hiện tượng này thì nên từ chỗ đó xuống tay. Triệu giai cao mày nói, ngươi chỉ chính là khoa khảo sao? Đúng vậy. Trong mắt tật cố hiện lên một chút kích động, vội vàng đứng ra nói. Hoàng thượng, hành động này vận lần không được nha. Khoa khảo có nguồn gốc từ triều tùy, hương thịnh đến tận triều ta là căn bản từ thời lập quốc của triều đình ta cả triều văn võ đều xuất thân ra từ đây sao có thể tùy ý sửa đổi được nếu như có chút gì không ổn thỏa chỉ sợ sẽ khiến thiên hạ đại loạn kính xin hoàng thượng suy nghĩ cho kỹ hồ nghĩa thấy tần có kích động như vậy tuy rằng còn chưa rõ nhưng cũng theo sát phía sau đứng dậy nói hoàng thượng hoa khảo là vì tuyển người tài cho quốc gia là vô cùng thần thánh chịu sự tôn trùng của người đọc sách trong thiên hạ cũng không có triều đình nào dùng khoa khảo để tuyển chọn thợ thủ công nông dân nếu làm như vậy chẳng phải khiến người trong thiên hạ chê cười sao uy nghiêm của khoa khảo sẽ để vào đâu những thần tử đứng về phía tần cối đều đứng dậy phản đối mà trình giật thì lại ngáp một cái sau đó hơi dịch chuyển hai bước nhỏ nhưng chiến trường lại cho bọn họ vũng nước này đã đủ đục rồi nếu như y lại còn muốn bước thêm vào nữa thì sẽ càng hỗn loạn hơn y ở trên triều đình cũng rất ít cùng người khác tranh đấu cả người có việc tranh giành của các người dù sao ta chỉ cần quản lý tiền cho tốt là được rồi y càng như vậy triệu giai lại càng tín nhiệm y triều gia chính là hy vọng có một người như vậy quản lý tài chính cho mình. nếu như quản lý tài chính đều tham dự cả vào trong tranh đấu chính trị vậy thì các mối liên quan thực sự sẽ rất là rắc rối phức tạp. dù sao thì diện tích bá phủ của phương diện tài chính rất rộng lớn, triều đình chắc chắn sẽ đại loạn. lý cương đột nhiên đứng ra nói hoàng thượng, vi thần có bản thượng tấu. lý kỳ liếc nhìn lý cương cười thầm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra tay cơ, vậy thì thực sự rất khiến người ta thất vọng rồi. tần cối thấy lý cương đột nhiên đứng ra trong lòng thầm than một tiếng, đờ cười. Thằng nhãi này mỗi lần đến thời điểm mấu chốt thì toàn hay phá hỏng chuyện lớn của ta. Giờ biết như thế lúc trước thực sự không nên để bạt y lên. Thật đúng là sai một bước thì từng bước đều sai. Trời ra hiện giờ cũng đang nhức đầu không ngừng. Ngay cả tâm tình để nói cũng không có. Chỉ nói đơn giản. Nói. Lý Cường nói. Số một xứ thường hay nhắc tới một loại quan hệ, gọi là quan hệ cung cầu. Đây là một loại quan hệ thường hay vận dụng trong buôn bán. Khách nhân cần gì, thương nhân sẽ cung ứng cái đấy. Nếu thương nhân cung ứng những thứ khách nhân không cần, thì vụ mua bán này nhất định sẽ lỗ vốn nhưng mà nhìn từ góc độ ý nghĩa của khoa cử cũng là một loại hình thức quan hệ cung cầu triều đình cần nhân tài gì thì sẽ thông qua khoa cử đi thu hoạch nếu như triều đình mở rộng ra cánh cửa của khoa cử dù có cần hay không thì cũng đều tuyển nhận vào và sẽ tạo thành hiện tượng quan lại vô dụng việc này cũng rất tương tự với hiện tượng thương gia độn hàng nếu hàng hóa vẫn cứ từ từ tích lũy nhưng lại không bán ra được vậy thì nhất định sẽ mất cả trì lẫn trài nhưng nỗi thống khổ trong chuyện này triều đình ta đã từng khắc sâu thể nghiệm rồi triệu giai gần đầu nói ai khanh nói có lý Khoa cử không chỉ là một cuộc thi mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quốc gia xã tắc, nhất định phải căn cứ vào nhu cầu của quốc gia để tuyển nhận nhân tài. Bởi vậy có thể thấy được những gì Lý Kỳ mang đến không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy mấy thứ kia, kỳ thật có vô cùng nhiều lý luận của hắn ta, cũng có thể vận dụng đến các phương diện khác nhau, trong đó cũng bao gồm cả phương diện chính trị. Lý Cương mượn quan hệ cung cầu trong kinh tế để hình dung khoa cử cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng thượng Thánh Minh Lý Cương định bợ ra một câu thì lại nói tiếp, có câu là thịnh thế cầu trị, loạn thế cầu cường. Bởi vậy, có thể thấy được thời đại luôn luôn thay đổi, con người cũng phải thay đổi, nhu cầu của quốc gia đồng dạng cũng phải thay đổi. Vậy thì có lý do gì mà khoa khảo lại không thay đổi? Nếu như nhân tài do khoa khảo lựa chọn ra lại không phải là những người mà triều đình cần nhất, mà là những người không quan trọng gì hết, như vậy thì sẽ làm cho khoa khảo đi theo hướng suy bại. Tần Côi nói, Lý Viện Trường chứ không phải là ý chỉ những tiến sĩ trổ hết tài năng trong khoa khảo là những người không quan trọng đấy chứ. Nếu như ta không nhớ lầm, Lý Viện trưởng cũng xuất thân từ tiến sĩ định. Mao Tư đột nhiên đứng ra nói. Lời nói của Lý Viện Trường cũng không phải là có ý đó. Lý Viện Trường chỉ nói khoa khảo không thể vẫn luôn không thay đổi được. Như vậy đối với chính khoa khảo cũng không phải là chuyện tốt. Ta đúng là có ý này. Lý Cương cười gật đầu nói tiếp. Lúc trước dùng một Sứ đề nghị thành lập lập pháp viện đã từng nói rằng luật pháp phải cùng bước tiến với thời đại. Kỳ thật đạo trị quốc chính là đi ngược với dòng chảy, không tiến lên thì là lùi bước, nếu như cứ một mực bảo thủ không chịu thay đổi. Đổi được cũng chỉ là không ngừng lùi bước, muốn mạnh hơn, điều tiên quyết là phải thay đổi, Hiện giờ đại tống ta có thể chỉ trong vài năm mà khôi phục lại cường thịnh nhưng trong năm hy ninh thậm chí còn càng ngày càng mạnh là dựa vào điều gì đơn giản chính là cải cách nhưng mà tất cả chế độ đều đang thay đổi duy chỉ có khoa khảo là không thay đổi vậy thì phải làm như thế nào bây giờ mà thư nói bẩm hoàng thượng hiện giờ lập pháp viện vừa mới thành lập không lâu có nhu cầu cấp bách về nhân tài nhưng ở trong khoa khảo chưa có tri thức về luật pháp cứ tiếp tục thế này đối với sự phát triển của lập pháp viện là cực kỳ bất lợi cho nên vi thần cần cầu hoàng thượng ở trong khoa khảo gia nhập tri thức về luật học cầu mong chân chính đạt tới lấy pháp luật trị quốc. Nói đến đây ai cũng hiểu rồi, chuyện này bây giờ không còn đơn giản là đấu tranh chính trị nữa, là sự tranh chấp giữa nho pháp. Lý Cương cùng Mao Thư tuy đều xuất thân là nho sinh, nhưng hai người bọn họ, một người là viện trưởng của lập pháp viện, một người là viện trưởng của tư pháp viện, nếu như bọn họ muốn cam đoan quyền lợi của chính mình, vậy thì khẳng định phải chuyển sang đầu nhập vào pháp gia. Nếu vẫn cứ độc tôn nho thuật, như vậy thì địa vị của lập pháp viện và tư pháp viện sẽ biến thành không hề quan trọng gì, nhưng một khi pháp gia được đi lên mỗi người đều tôn sùng lấy pháp luật trị quốc bởi thì địa vị của hai việt này khẳng định cũng là nước lên thì thuyền lên đây cũng là một khoản mục dễ tính toán mà thôi hai người bọn họ không có đạo lý không nhận ra trở ra nhẹ nhàng gật đầu hiện giờ sự xuất hiện của lập pháp viện giúp y rất nhiều việc y đã nếm đến ngon ngọt một khi đã như vậy thì không có khả năng không hoàn thiện lập pháp viện như vậy thì gia nhập tri thức luật học trong khoa khảo là việc phải làm phải biết rằng y còn đang tính toán phổ cập luật pháp biên soạn một luật cơ bản của quốc gia thì càng thêm cần nhân tài ở phương diện này cái gật đầu này của y khiến cho tần cối trời cả mồ hôi trong lòng không ngừng hối hận y còn thật sự không ngờ là chỉ vì việc từ chức của một tên thợ thủ công lại dẫn phát đến vấn đề lớn như vậy chuyện cho tới bây giờ y xem như là đã kịp phản ứng biết chuyện này mười phần là do lý kỳ âm thầm thao túng đấy về này kỳ thật nếu không cần phải nghĩ bởi vì toàn bộ đều là kiểu góp lời của lý kỳ đương nhiên y cũng biết lý cương mau thư không cần thiết là đã thông đồng tốt với lý kỳ hơn phân nửa vẫn là lý cương mau thừa tận dụng mọi thứ muốn bắt chuyến xe đi nhờ bởi vì việc này đối với bọn họ đích xác là một chuyện tốt nhưng mà hiện tại tần cối mới tỉnh ngộ ra thì đã muộn rồi Bài tiền dạ đột nhiên đứng ra nói khởi bẩm hoàng thượng thương vụ cục và là pháp viện cũng có vấn đề giống như vậy từ khi thương vụ cục thành lập đến nay đã được nhiều năm rồi nhưng quan viên của thương vụ cục tám phần đều là chọn ra từ những thương nhân những thương nhân này tuy rằng tinh thông đạo lý kinh thương nhưng lại khuyết thiếu nhận thức đối với đại cục lợi ích của quốc gia hoàn toàn khác với lợi ích của thương nhân đấy hơn nữa gần đây sự vụ của thương vụ cục ngày càng nhiều mà lần trước lại sai không ít quan viên đến nam ngô đại lý khiến cho nhân sự ở thương vụ cục như là trứng trọ đá ở cửa hải cuối năm này thương vụ cục có không ít quan viên vì bất bản lâu ngày tích thành tật hiện giờ đều ở nhà tĩnh dưỡng tần cô chất vấn nếu thiếu người thì tại sao cô không thuyết mình với lại bộ để phái thêm nhân thủ đến bạch tiền gia nói ta đã từng đi lại bộ xin qua rồi mà con sai của lại bộ cũng đã tiến đến nhưng vấn đề là người do lại bộ tới chỉ biết đến tứ thương ngũ kinh có một số người xem không hiểu cả những giấy tờ cơ bản nhất số tài khoản thì chỉ cần kém một chữ cũng có khả năng tạo thành tổn thất rất lớn rồi phần tội này thì thiếu tể người tới chịu hay sao Bạch thiền giả dạ cùng với tần cối là đối thủ cũ rồi nếu bắt đầu nói thì cho dù là cây kim với cọng dâu thôi cũng không ai chịu nhường nhau cả tần cối bởi vì đã bị lý kỳ làm cho rối loạn đầu trận tuyến thế cho nên bị bạch thiền dạ nói cho á khẩu không trả lời được Lý Kỳ thấy vậy thì cười thầm, "Tiểu Tần nha, người thế này thì đã tính gì? Ta mỗi ngày ở nhà đều đã bị vị mỹ nữ kia áp chế, hiện tại đi trên đường ngay cả liếc nhìn mỹ nữ nhiều mấy lần đều có thể toát cả người ra mồ hôi lạnh." Bạch Tiên Giả cũng không có thở thắng xông lên, chỉ tiếp tục nói, "Hiện giờ nhân tài đa số là tuyển từ khoa cử, không hiểu biết nhiều lắm với phương diện kinh tế chỉ biết tính toán vài khoản mục vô cùng đơn giản hơn nữa bọn họ còn lại rốt đặc cắn mai về buôn bán trong dân gian mà chức trách chủ yếu của thương vụ cục chính là nhằm vào những vụ mua bán trong dân gian ta sao lại dám loạn dùng người được chứ chỉ có thể dùng bọn họ làm từ thấp nhất làm lên chậm rãi bồi dưỡng nhưng nước xa không cứu được lửa gần vì vậy mấy ngày trước đây thương vụ cục đã bắt đầu tuyển người từ bên ngoài rồi thậm chí còn chạy tới học viện thái sư tuyển người vi thần có phụ thánh ngân hồ nghĩa hử nói đây chỉ là lời nói một phía của cô có bằng chứng gì ai cũng biết quan hệ giữa lý gia của các người cùng với học viện thái sư cũng không phải là ít trong việc này có mưu mẹo hay không chỉ sợ cũng có mình cô tự biết lý kỳ cười ha ha. Ha, ha ha hồ thượng thư ngươi chính là chứng minh tốt nhất à cái này đều ức hiếp lên trên đầu lý gia rồi người gia chủ như lý kỳ sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ hồ nghĩa vừa nhìn thấy lý kỳ đã trồn dạng ngay kích động bảo người cũng đừng có vu khống ta làm sao có thể làm như vậy được lý kỳ cười dài nói ha, ha, ha. hồ thượng thư quý vị hộ bộ tượng thư đối phương diện kinh tế hẳn là hiểu rõ vô cùng như vậy đi ta tùy tiện đưa ra một vấn đề kinh tế hộ thượng thư nếu như có thể trả lời được vậy thì chứng tỏ lời của kinh tế sửa có sai nếu như không trả lời được hắn còn chưa nói hết lời tân cố đã chen ngang lần so sánh này của xu mật sứ cũng không ổn lắm Hộ bộ và thương vụ cục vẫn là luôn người ai việc ấy làm chính vụ cần phải xử lý hoàn thành cũng khác nhau nếu như vơ đũa cả nắm thì đã là không công bằng ta nghĩ luận về phương diện kinh tế cho dù là tam ti sứ cũng không phải là đối thủ của xu mật sứ và kinh tế rồi đâu thủ đoạn của lý kỳ thực sự có nhiều lắm hắn nếu dám nói như vậy thì khẳng định là vô cùng nắm chắc hồ nghĩa sẽ không trả lời được nếu như là như thế chẳng phải hồ nghĩa sẽ biểu hiện ra sự bất lực của mình trước mặt hoàng thượng sao đây chính là sự tối kỵ của người làm thần tử đấy Người không thể để cho hoàng đế nhìn thấy chỗ yếu kém của người được, nếu không thì phải lo lắng cho tiền đồ của chính người đi. Dù sao thì hoàng đế cũng chỉ là một con người mà thôi, y hơn phân nửa cũng dùng chính kiến chủ quan để phán đoán. Hồ Nghĩa này nhưng là người thân tín của Tần Cối, Tần Cối đương nhiên sẽ không để cho Lý Kỳ thực hiện được, vì thế còn lôi cả trịnh giật ra nữa. Trịnh giật rất là vô tội, năm cũng bị trúng đạn rồi, thật là bất đắc dĩ nhỉ Mẹ kiếp, muốn đối đầu với ta người còn kém xa lắm. Lý Kỳ thấy Tần Cối đứng ra, cũng chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói, ngay cả hộ bộ thượng thư đều không chắc sẽ trả lời được huống chi là người khác nữa bởi vậy có thể thấy được việc gì cũng phải tấn công vào chuyên nghiệp hiện tượng kinh tế sử nói ra đích xác có tồn tại thương vụ cục chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn để tuyển nhận người nhưng mà thương vụ cục lại có liên quan đến tân pháp liên quan đến nguồn thu nhập tài chính chủ yếu nhất của đại tống ta một ngành trọng yếu đến thế còn xuất hiện cái hiện tượng khuyết thiếu nhân tài nếu như triều đình làm như không thấy vậy chẳng phải là cử chỉ tựa lừa mình dối người sao Trình giật thầm nghĩ rằng ta đang đứng ngoan ngoãn ở chỗ này rồi. Tần cuối ngươi chỉ vì muốn bảo vệ người một nhà, như thế lại kéo cả ta đi ra hạ thấp. Nếu như ta còn không phản kích, vậy thì người khác sẽ nhìn vào tam ti ta như thế nào nữa đây? Nghĩ tới đây, y cũng đứng dậy nói. Khởi bảo mong thượng, loại hiện tượng này kỳ thật cũng có tồn tại ở tam ti. Hiện giờ sắp bắt đầu phát hành tiền mới. Nhưng mà năm trước ở bên ngoài bối bán kiếm được không ít bạc trắng. Vấn đề đổi tiền vẫn luôn là vấn đề nhức đầu nhất ở tam ti. Nhân tài ở phương diện này thực sự là khiếm khuyết, mặc dù là vi thần cũng hơi có chút chưa đủ, gần đây thường hay phải xin xu mật sứ chỉ bảo cho tần cối ngươi không phải nói ta vô năng sao ta đây sẽ thừa nhận ta vô năng luôn ngươi có bản lĩnh thì tìm ngờ lợi hại hơn lại đây đi tần cối vừa thấy trình giật cũng đứng ra thực sự là có cả tâm tình muốn chết luôn tuy rằng y có nhiều người nhưng đối phương đều là người của một ngành mấu chốt ảnh hưởng đến sự chuyển động của toàn quốc gia triều đình không có khả năng bỏ đấy không quản được nhưng vấn đề là nên quản lý nó như thế nào Chiều giai đã trở mặt cả nửa buổi chiều rồi hai mắt y đảo qua thở dài ôi nhân tài nhân tài từ khi chậm lên ngôi thân này đã không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân tài Trẫm cũng vẫn luôn muốn chiêu nạp hiện tài, không ngờ rằng sẽ vẫn xuất hiện tình huống như thế này. Lý Kỳ nói, Vì thần nghĩ rằng điều này không liên quan gì đến hoàng tượng cả, chỉ là do chế độ tạo thành thôi. Nhân tài thiếu thốn chỉ là đối với một loại nhân tài nhất định. Hàn Lâm Viện chưa từng nói qua, nhân tù như trứng trọi đá cả. Đây cũng là bởi vì có rất nhiều nhân tài ở phương diện khác không được triều đình coi trọng mới hy tạo thành cái hiện tượng thiếu thốn nhân tài như thế này. Triệu gia nói, vậy ngươi nói phải làm như thế nào? Lý Kỳ nói, Triều đình cần nhân tài gì thì hãy bồi dưỡng nhân tài đó. Bồi dưỡng như thế nào? Khoa khảo. Khi Lý Kỳ nói ra hai chữ này, bộ mặt của quần thần không tự giác khẽ nhân một cái, lại nghe hắn nói tiếp. Vì thần thường nghe được, con người giáo dục con cái của mình rằng phải đọc sách hữu dụng. Triệu Giai hỏi, điều này chẳng lẽ có gì không đúng sao? Bản thân của lời này không có sai. Sai thì ở chỗ bọn họ chỉ coi những sách có liên quan đến khoa khảo là những bộ sách hữu dụng. Lý Kỳ nói tiếp, nếu muốn bồi dưỡng nhân tài ở phương diện khác, không phải chỉ bằng một bản bố cáo của triều đình có thể giải quyết được. Người đọc sách vì điều gì mà làm như vậy? Còn không phải là vì vào trời làm quan sao? Mà muốn vậy thì chỉ có con được khoa khảo. Vì vậy triều đình nên muốn có được những nhân tài ở phương diện khác, nhất định phải gia nhập những kiến thức này vào trong kỳ thi. Giọng điều của hắn phi thường bình thản nhưng nghe vào trong tay người khác lại giống như là sấm sét giữa trời quang vậy. Đây là rất khoát muốn cải cách khoa khảo nha. Nho học vì sao chiếm lấy tư tưởng mấy ngàn năm qua của người Hán, mấu chốt đúng là do trong khoa khảo đều là những tri thức của nho học cho nên vào thời điểm khi người đọc sách vừa mới tiếp xúc đến học đường, việc đầu tiên chính là học nho học. Khẩu vị của người cũng quá lớn đi. Thần cối nếu là sớm biết có một kiếp như thế này thì cho dù vừa rồi triệu giai có muốn cho ngu dẫn văn làm trạng nguyên, y cũng sẽ cực lực tán thành. Không có khả năng để cho Lý Kỳ dễ dàng thực hiện như thế được, y khẩn trương nói. Lời ấy của sư mật sứ có chút cấp tiến rồi. Khoa khảo là căn bản của một quốc gia, sao có thể tùy ý cải biến được? Vi thần đề nghị vẫn là từ từ dần dần, trước xây dựng một số học viện cùng loại với học viện Thái sư, chuyên môn bồi dưỡng những nhân tài ở phương diện khác cho triều đình, cho đến khi thời cơ chín muồi thì sẽ tiếp tục thương lượng sau. Đây là phương pháp chữa được phần ngọn nhưng không chữa được phần gốc. Bạch Thiên Dạ lập tức mắng trả lại. Mới là vừa rồi Xuân Mật Sứ đã nói rất rõ ràng, hiện giờ các ngành sản xuất thiếu không phải là một ít nhân sĩ phổ thông mà là một số thiên tài ở các phương diện khác nhau, nhưng người trong thiên hạ đều dẫn thân vào trong khoa khảo, làm cho những nhân tài đứng đầu các phương diện khác ngày càng ít đi nói xong nàng lại hành lễ với triệu danh hoàng thượng vĩ thần nghĩ rằng đến dạy là dạy chị là chị không thể nói hợp làm một được đọc sách chính là đọc sách trị quốc chính là trị quốc không thể đem đọc sách trở thành trị quốc được người trong thiên hạ đọc sách trong thiên hạ lựa chọn những bộ sách mình am hiểu để đọc đây mới thực sự là người đọc sách Mặc dù có chút bộ sách không có học vấn về trị quốc nhưng cũng được coi là bộ sách đồng dạng có thể giáo dục con người nếu có tinh thông cũng đồng dạng mang lại một ít tiền đồ tốt đồng dạng có thể tạo phúc cho quốc gia và dân chúng triều đình ta từng hay đem việc tần thủy hoàng đốt sách chôn người tài coi chính là tàn bạo nhưng sách vở trong thiên hạ này người ta không còn đọc nữa vậy thì có khác gì với đốt sách đâu đến tận cùng thì mọi người cũng chỉ trích là đốt sách hay là chỉ trích chôn nho Bài thần dạng không khéo đưa đẩy như lý kỳ nàng trực tiếp nhắm ngay mũi nhọn vào nho học người khác đốt sách của các ngươi thì là chính sách tàn bạo các ngươi biến đổi phương pháp đi đốt những sách khác thì là chuyện đương nhiên đây là quy củ chết tiệt ở đâu chứ hơn nữa nàng còn đưa ra một tư tưởng phi thường trọng yếu chính là nhất định phải tách biệt được giáo dục với trị quốc gia hai thứ này căn bản không cùng một chuyện